rơi xỉn ngã vào thang máy, hai người đàn ông thoát chết thần kỳ sau khi lọt thẳng xuống dưới. Sự cố đáng sợ này được cho là xảy ra tại Trung Quốc vào thời điểm khoảng giữa đêm khuya. Hệ thống camera an ninh đối diện chiếc thang máy đã ghi lại cảnh hai người đàn ông say rượu dìu nhau đi về phía thang, nhưng thay vì đứng chờ thì họ lại ngã thẳng vào cửa thang đang đóng. Có lẽ thang máy đang hỏng hoặc đóng lại để sửa chữa nên một bên cửa thép đã bung hẳn ra khi bị hai người đàn ông va vào. Cảnh tượng sau đó khiến ai trông thấy cũng vô cùng hốt hoảng. Hai người đàn ông ngã lọt qua khe cửa và rơi thẳng xuống dưới. Lúc đó thang máy bên cạnh cũng có một chàng trai, nhưng người này không hề hay biết sự cố nguy hiểm xảy ra cận kề mình. Từng có rất nhiều vụ tai nạn trong thang máy gây hậu quả đáng tiếc, nhưng hai người đàn ông này thật sự đã gặp thật may mắn vì dường như họ không bị thương nặng. Khi được bảo vệ tòa nhà dùng thang cứu lên, họ chỉ bị xây xước nhẹ ở tay, vẫn tỉnh táo tự leo lên trên. Cộng đồng mạng tỏ ra ngạc nhiên và vô cùng mừng cho anh chàng say xỉn kia vì tính mạng đã an toàn sau va ngã vào thang hy hữu vô cùng. Không biết sau tai nạn này thì họ có còn dám uống rượu nữa hay không nhỉ?